Trời. Con gì ấy gì? Đây là cỏ voi nha anh em. Chiên này để cho bò ăn nè. Theo nghiên cứu nhà tôi là cỏ voi là cho bò ăn rất tốt á. Cỏ voi thì cho bò ăn mau lên. Mau lớn gì lắm bạn ơi. Nhà thôi mình nhà không có làm gì cả, gỏi thì mình nuôi nuôi bò. Cái này có voi nó có lóng lóng như lóng nè, nó như mía nó rất ngọt. Em. Hàm lượng đạm rất cao luôn. Này thử cái này, này các bạn. Rất ngọt nè. Ngọt lắm à. Đó ngọt như mía luôn. Ngọt giống mía luôn, ngọt dữ lắm bạn ơi. Hàm lượng đạm nó rất là cao, bò ăn rất là mau lắm. Cái này một ngày một con bò mình ăn khoảng mấy đội này với anh? Một ngày một con khoảng ăn khoảng 30 kg tới 40 kg tùy theo bự nhỏ. Mình là bộ đội xuất ngũ rồi, về đây tạo công ăn việc làm, nuôi bò, cải thiện thu nhập gia đình. Lấy gì nữa mày? Vẫn được, ngoài lề cũng được không? Có nói chuyện được rồi. một ngày thì mình chiếc thời gian rảnh ra mình cắt quả cỏ vô này khoảng một tiếng đồng hồ, nuôi được khoảng 4 con bò, một ngày bỏ ra một tiếng. Cái này giống như mình bỏ ống với ham. Giống như mình bỏ ống nha. Cái mương này có nuôi gì không ta? Mương này là nuôi ốc bu, cu đen mình á. Wow, ốc bu nổi quá nhiều luôn nè. À. Cái này mình có đi bán gì không ta? Thì một tháng với một lần. Một tháng với một lần khoảng 2-30 kg. Wow, chúng ta cùng xem anh chủ này đi bắt ốc bu nè. Wow. Quá hấp dẫn anh em ơi. Nè, một con điển hình đấy. Wow. Đây bạc này nổi rất nhiều nè. Wow. Này rất nhiều luôn rồi. Đó, nhiều lắm luôn rồi. Đó. Wow, ốc bu này mà hấp mà mình hấp tiêu là không còn thấy chơi hết anh em. Nè. Wow, đó đây, nó đây. Con này nó đây nè. Wow, những con nổi đây. Đây nhiều lắm đây. Wow. Mình cho nó ăn thức ăn của nó là chủ yếu là cỏ các bạn. Cỏ nó mình không đem vô cho bò ăn được, mình cho bò ăn. Cái cho ốc ăn. Cái này là mình tận dụng tất cả các nguồn cỏ sẵn có luôn anh. Cỏ nào mình cắt á nó bị ủ, úng luôn đó. Mình này bỏ xuống đây là tự nó ăn sang hết. Wow. Riêng cái bu này mà mình hấp tiêu là ngon hết sảy luôn các bạn. Đây là đặc sản ở Sài Gòn các bạn ơi. Đây là những cây chôm chôm Thái đang cho ra hoa vụ đầu. Tuy nó còn rất bé nhưng mà mình cho trái từ từ cho tập quen. Bên kia là một cái vườn cao và sai chỉ quả. Các bạn nào mà có nhu cầu lấy vợ hay gì đó liên hệ tôi sẽ tài trợ cao cho các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, những hàng cao xanh mướt. Và đeo theo những nguồn cao là những tàu cao già chuẩn bị rụng. Đây là những hàng dừa, hàng dừa sim. Các bạn thấy cái tốc độ cắt cỏ của anh ấy rất điêu luyện không? Cực kỳ lẹ luôn. Cắt lâu rồi, cắt cũng lâu mấy năm rồi. Wow, chưa gì nữa một đội đầy rồi.
Cái này mình cắt một lần một chứ mình không có tiễn cho anh. Không, không tiễn gì vậy, vậy cho nó lên con lại gì cho làm sao nó lên rất tốt à. Wow, một cách rất khoa học. Theo nghiên cứu của nhà anh ấy thì cỏ voi này rất tốt cho bò các bạn nha. Cỏ voi thì khỏi nói là rất là tốt. Một ngày này mình cho mình cắt cỏ mấy lần anh? Một lần. Một lần ha. Tại vì mình còn làm ruộng được thêm nữa. Wow. Tại vì mình còn tận thời gian trưa hay là thời gian chiều gì đó mình về nghỉ sớm á. Các bạn mà nếu có ghé thăm Vĩnh Long một lần, kéo huyện vô mà hỏi thăm biệt danh anh Tám là ai cũng ai nó biết. Anh Tám tính là một tay nuôi bò lừng lẫy khắp huyện vô. Các bạn nhìn thấy cái nồi cỏ của anh ta là hiểu, cũng đủ hiểu rồi. Rộng khoảng 800 mét vuông. Miếng này mấy ngàn mà. Ê, 8 ngàn mét vuông. Miếng này tới mấy 8 ngàn mét vuông. 8 công đất miền Tây. Các bạn thấy không, rất rộng nhưng ở đây trồng toàn là cặt kia là cỏ voi. Cái loại cỏ này có hàm lượng dinh dưỡng rất cao cho bò ăn mau lớn, với phần cái trữ lượng mà đạm đó, nó thúc đẩy cho bò nó mau lên thịt. Mau lên thịt rất là mau. Riêng cái cỏ này là mình cắt cực kỳ lẹ các bạn. Mình cắt có thể là một đội 50 kg, mình thực hiện hoàn thành trong khoảng 10-15 phút là đạt được. Trong khi cái cỏ lan đó mình cắt, mình mất thời gian rất cao, khoảng là 60-70 phút mới được 50 kg cỏ. Riêng cái cỏ voi này nó rất thích hợp với cái vùng đất miền Tây này các bạn nha. Cái này mình trồng cỏ mình có gãy phân không anh? Ít lắm, nó tốt phụ nguyên qua năm ít có gãy phân lắm. Wow, cái này là vậy là mình dị nhẹ được chi phí quá trời rồi. Đỡ được chi phí. Các bạn thấy đó, mình cắt những cây cỏ như thế này nè, những cái lóng dưới mà nó còn non như nè, bò nó sẽ ăn tận dụng hết luôn, ăn sẽ cả gốc luôn, ăn hết luôn. Nếu mình để cao quá thì nó có thứ, bò nếu còn bé thì nó sẽ kén, bò già thì nó sẽ ăn được, nó hơi cứng. Cỡ này là ăn rất tốt nè, để dài quá nó hơi cứng sẽ bò không ăn được, bỏ tốn công của mình. Cái này lúc trước ở đâu anh hình thành cái ý tưởng mà trồng cỏ voi cho bò ăn anh? Thì coi lên coi lên TV lên đài đó. Thấy ở Mỹ có chạy bò tay sinh lớn nhất ở Mỹ á. Mà giờ mình học hỏi theo về quê mình áp dụng theo kiến thức của người ta. Có nghĩa là mình bắt nhịp cái thông tin truyền thông đó, mình học hỏi trên đó đúng không? Đúng rồi. Học hỏi trên thế giới này là cái nào có hay là mình sẽ coi thôi, mình sẽ học. Rồi đấy, đủ rồi đấy, các bạn ơi, bỏ máy rồi đó. Các bạn thấy không, trong cái thời gian chưa đầy 10 phút mà anh đã cắt được 50 cỏ, đúng là trồng cái loại cỏ voi này cực kỳ hiệu quả, nó mang lại hiệu quả cho mình và không tốn nhiều thời gian. Không tốn nhiều thời gian.